Semesis phải làm việc cực lực 17 tiếng một ngày, Xoài Non nói gì mà khiến netizen xót thương? Xoài Non cùng streamer giàu nhất Việt Nam Semesis đã về chung nhà được một thời gian khá lâu và câu chuyện tình yêu của hai người luôn khiến người khác phải trầm trồ mỗi khi nhắc tới. Mới đây, cư dân mạng lại được một phen cảm động trước tình cảm mà cô nàng Xoài Non dành cho chồng mình mỗi khi Semesis phải stream liên tục trong thời gian dài. Cụ thể, trên story Instagram, Xoài Non đã nhận được một câu hỏi rằng: "Chị nghĩ sao về những lần anh Hiếu livestream 17 tiếng vậy ạ?" Sau đó, cô nàng đã đáp lại bằng một câu ngắn gọn nhưng cũng tràn đầy tình yêu dành cho chồng, đó là: "Chị thấy thương thôi ạ." Xoài Non cũng cho biết thêm rằng, công việc của Semesis như vậy rất cực khổ và có phần mệt mỏi đối với nam streamer này. Tuy nhiên, một khi anh đã nhận việc là quyết tâm hoàn thành nó. Nhiều khi mình ngủ từ đêm tới trưa chiều 4 đến 5 giờ, lúc đó ông mới off để ngủ. Xoài Non chia sẻ về nỗi vất vả của chồng. Có thể nói rằng, dù không thường xuyên đăng những tấm hình chụp chung, thế nhưng Xoài Non luôn biết cách làm cho người hâm mộ phải tan chảy về tình cảm mà cô dành cho Semesis. Trước đó, tính từ thuở công khai hẹn hò đến khi đã về làm dâu, Xoài Non không khi nào được yên bình, bị anti-fan công kích hết lần này đến lần khác. Trong số đó, vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất vẫn là việc quen biết thiếu gia nhà giàu vì mục đích kinh tế. Cách đây không lâu, Xoài Non được một người đặt câu hỏi: "Em thấy chị rảnh quá, hay trả lời câu hỏi của mọi người, chị không đi làm, chồng nuôi ạ?" Trước câu hỏi mang tính sát thương cao, Xoài Non lập tức đáp trả. Cô khẳng định dù lấy chồng giàu, gia đình chồng tâm lý, yêu thương, nhưng cô luôn độc lập về tài chính. "Đúng rồi, những câu hỏi, câu trả lời gắn liền của chị là chơi, nó không có tiền em ạ. Chị xin lỗi nhé vì đi làm mà không thông báo cho em biết chị đi làm." Cô bức xúc. Hay trước đó, Hot Girl Instagram cũng từng nhận được câu hỏi tương tự. Trang có thu nhập riêng không hay sống với thu nhập của chồng vậy? Trước thắc mắc của người này, Xoài Non thẳng thắn trả lời: "Từ lúc yêu đến giờ, chưa bao giờ Trang nghĩ sẽ sống dựa vào tiền của chồng. Tự làm thì mới có ăn, có mặc, sống dựa vào người khác nhục lắm. Trang mà không tự kiếm ra tiền và làm chủ cuộc sống thì chưa chắc Hiếu đã muốn cưới Trang." Xoài Non thường bị cho là lợi dụng chồng giàu. Rất nhiều lần cô nhận về những câu chia bai với nội dung tương tự nhau như ăn không ngồi rồi, khi làm dâu hào môn, xài tiền của chồng. Mỗi lần như vậy, cô đều phản ứng dữ dội. Hot Girl 2K2 khẳng định, từ khi còn trẻ cô đã có ý thức tự kiếm tiền để lo cho bản thân, có khả năng làm ra tiền trước khi cưới chồng. Ở hiện tại, dù đã kết hôn, cô vẫn tiếp tục làm việc, dùng sức lao động của bản thân để tạo ra tài chính chứ không hề như góc nhìn của mọi người. Có lần Xoài Non tiết lộ chi tiết bất ngờ khi đã kết hôn với ông xã đại gia, nhưng cho biết chồng chỉ mua đúng 2 chiếc túi hiệu nhân dịp quan trọng để tặng vợ, còn lại các món đồ cô đều tự bỏ tiền ra phục vụ cho bản thân. Trong một bài đăng đính chính về gia đình, vợ trẻ của Semesis tiết lộ công việc của bố và mẹ là sản xuất quần áo thể thao. Đây cũng là nguồn thu chính của cả gia đình, là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho cô nàng. "Nhiều bác cứ đồn rêu bảo tôi nghỉ học để lo cho gia đình. Tôi hồi trước còn phải ăn nhà ở đậu, cơm ngày 3 bữa từ bố mẹ cho đến khi lấy chồng rồi đến đồ ăn thức uống gì ba mẹ cũng lo cho, chứ ở đâu mà ra mấy tin đồn tào lao vậy, đọc mà giận hết sức." Nếu quan tâm theo dõi cuộc sống của cô gái trẻ này, người xem dễ nhận thấy tất cả những tâm sự trên đều là thật. Về phần gia đình Xoài Non, hai vị phụ huynh vẫn luôn chăm lo cho con gái, nhưng cũng yên tâm và tin tưởng ở con mình, bởi cô nàng là người tình cảm, luôn học hỏi và biết cách vun vén cho hạnh phúc gia đình.